Lâu lắm rồi mình mới lại làm một video kiểu tips and tricks hướng dẫn các bạn một số những mẹo vặt hay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới điện thoại Samsung đi. Galaxy Z Flip 3, mà chính xác hơn là tất cả các dòng điện thoại Samsung hiện tại đều có một thứ được quảng bá rất nhiều khi họ ra mắt liên quan tới mặt bảo mật với cái tên gọi thân thương đó là Knox. Thế thì cuối cùng Knox là cái gì và những cái mẹo để sử dụng nó ứng dụng cho cuộc sống hàng ngày, sử dụng cái chiếc điện thoại của các bạn một cách trực quan, dễ dàng, bảo mật, thân thiện hơn. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Samsung Knox là công nghệ bảo mật được tích hợp trên rất nhiều những dòng điện thoại hay là các sản phẩm của Samsung mà có chạy cả Android hay là Tizen, được tích hợp, được phát triển chính hãng bởi Samsung và được trang bị vào rất nhiều lớp, từ những cái phần cứng như là chipset này, nhân kernel cho tới firmware, cho tới software phần mềm và cả những ứng dụng bên thứ ba cũng đã có một số những nhà phát triển kết hợp với Samsung để có thể trang bị những cái công nghệ bảo mật này lên ứng dụng của họ rồi. Đặc biệt là còn kết hợp cùng Samsung Pass, tức là sẽ tích hợp cả những cái tính năng nhận diện bảo mật sinh trắc học, ví dụ như là nhận diện vân tay, nhận diện gương mặt, vân vân và vân vân, để tăng cường cái độ bảo mật cho thiết bị của các bạn lên. Knox thì có nhiều cái ứng dụng lắm và có cả những cái ứng dụng cho nền tảng doanh nghiệp nữa cơ. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ ngắn gọn và nhanh chóng nhất thôi đến cái sản phẩm mà các bạn quan tâm nhất và đang cầm trên tay hàng ngày này. Tất cả những dòng điện thoại Samsung Galaxy A đều có Samsung Knox. Thế thì Knox nó như thế nào và nó hay ra sao? Đó, đó mới là những gì mình cần nói trong video ngày hôm nay. Cái hay của Knox là nó được phát triển bởi chính chủ Samsung và có rất nhiều những cái ứng dụng, những cái tính năng khác, ví dụ như là Samsung Pay, Samsung Pass kết hợp vào đó để tăng cường tính bảo mật. Ví dụ như là tất cả những cái dữ liệu cá nhân về thẻ thanh toán, về dữ liệu sức khỏe sẽ được lưu trữ trong những vùng riêng biệt để tránh, để không lưu trữ cùng những vùng khác, tránh cái việc là bị hack hay là bị lộ thông tin cá nhân của các bạn. Với Samsung Pass được tích hợp thì các bạn có thể sử dụng những cái cảm biến sinh trắc học, ví dụ như là cảm biến vân tay để mở khóa ứng dụng ngân hàng này, để duyệt cho thanh toán này, để mở khóa các tài khoản, để đăng nhập vào các tài khoản một cách nhanh chóng và tiện lợi, không cần phải đăng nhập mật khẩu vào đó. Cái này thì các bạn đều quen thuộc rồi đúng không? Yên tâm là an toàn bởi vì còn được xác thực nhiều lớp từ TrustZone và Fido nữa cơ. Hay là khi các bạn đăng nhập Samsung Account thì chúng ta còn có thể sử dụng cái tính năng Find My Mobile. Mặc dù tên của nó là tìm điện thoại của tôi thôi nhưng mà nó có rất nhiều tính năng như là kiểm soát, điều khiển từ xa, thậm chí là khóa từ xa những thiết bị đang sử dụng ở Samsung Account của các bạn. Ví dụ mình đang có một chiếc Galaxy Watch, mình hoàn toàn có thể dùng chiếc Galaxy Z Flip 3 này để mình xác định xem là cái watch đó nó đang ở đâu. Mình phát tiếng ở trên chiếc đồng hồ đó và mình định vị nó, thậm chí là mình khóa nó luôn. Và tất cả những tính năng này trên chiếc điện thoại của các bạn thì nó sẽ được cập nhật những cái bản vá bảo mật theo thời gian thực luôn, để giúp các bạn luôn luôn update những cái phần bảo mật đó, chứ không phải là cứ máy mua về cài một cái ứng dụng vào xong rồi 10 năm nó không cập nhật, hacker kiểu gì chả vượt qua được, đúng không? Cái thứ mình muốn nói đến đầu tiên đó chính là Security Folder. Folder bảo mật, thư mục bí mật, nghe khái niệm này thì có lẽ các bạn đều biết rồi đúng không? Đơn giản đó sẽ là một thư mục chứa những cái thông tin nhạy cảm mà các bạn không muốn cho ai khác nhìn thấy. Các bạn như mình thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Dùng 2-3 cái điện thoại, một cái là chỉ để làm việc, chỉ để lưu trữ thông tin nhạy cảm, một cái là để giải trí, xem TikTok, xem YouTube, vân vân và vân vân. Tuy nhiên với người dùng thông thường, các bạn mà chỉ có một chiếc điện thoại thôi thì đôi khi việc sử dụng trong quá nhiều những cái tác vụ và ứng dụng như thế này nó cũng gây ra nhiều bất cập. Ví dụ như là hiện tại có rất nhiều ứng dụng trên điện thoại nhá, yêu cầu những cái quyền truy cập rất sâu từ ảnh này, camera này, điện thoại này, danh bạ này, thậm chí là vị trí của các bạn. Mà chẳng đâu xa cả, những ứng dụng mạng xã hội thôi, Facebook, Insta, Zalo đều yêu cầu những quyền truy cập như vậy. Trong khi đó, đôi khi bạn sẽ lại phải lưu trữ một số những thông tin rất nhạy cảm trên điện thoại, ví dụ như là ảnh chụp thân yếu cũ hay là hội group chat của những người anh em thích ăn lẩu cua. Ngoài ra đôi khi là các bạn sẽ cho người khác mượn máy thì không thể để những cái thông báo kiểu lẩu cua nó tênh hênh ra thế được, kiểu người ta chỉ đơn giản mở máy lên để xem phim tài liệu các thứ lại chuyển sang thành là xem phim tài liệu Nhật. Thế có mà toạc à? Thì đó là lý do mình thấy rằng những cái tính năng theo kiểu là thư mục bảo mật như thế này rất là hay. Mình có dùng iPhone thì rất tiếc là Apple không có những cái tính năng dạng như vậy, mặc định có ở trên iOS. Tất nhiên là sẽ có một số ứng dụng bên thứ ba rất là hay, kiểu High App hay là Security Vault hay là High Vault gì gì đó. Nhưng mà các bạn lưu ý, đây đều là những ứng dụng của bên thứ ba phát triển. Và tất cả những cái thông tin mà các bạn đưa vào ứng dụng đó để bảo mật ấy, thì tức là các bạn đang cung cấp cho bên thứ ba rồi. Các bạn sẽ không thể biết được dữ liệu của mình có được mã hóa hay không, dữ liệu của mình có được lưu trữ trên điện thoại hay không, hay là lại bị gửi về một cái máy chủ từ xa nào đấy ở Trung Quốc hay là ở Đông Âu chẳng hạn. Rồi, ok, để bắt đầu sử dụng thì rất là đơn giản thôi, các bạn hãy làm theo mình. Đầu tiên, các bạn vào cài đặt này. Đó, kéo xuống dưới và mình đùa các bạn tí chứ làm gì có chuyện hướng dẫn bằng cái màn hình ngoài bé tí này đúng không? Cái này tí nữa mình sẽ làm video TikTok hoặc là short gì đó để mình up lên các bạn cùng biết một cái mẹo rất là hay trên Z Flip 3. Còn tất nhiên là sử dụng thì chúng ta phải dùng máy bên trong. Đó, tính năng thư mục bảo mật này hay tên tiếng Anh của nó là Security Folder á, thì khi các bạn bắt đầu sử dụng máy ở những bước thiết lập đầu tiên luôn thì nó đã có rồi. Nếu mà các bạn lỡ quên ấn bỏ qua thì cũng không sao. Hãy vào cài đặt,
kéo xuống phần là sinh trắc học và bảo mật này. Ở trong phần cài đặt thư mục này thì sẽ có một số những cái lớp khóa nhận diện cả sinh trắc học, tức là nhận diện vân tay, rồi có cả pin nữa. Thì các bạn lưu ý hãy để cái mã pin này khác với cả mã khóa màn hình điện thoại của các bạn nhé. Để trong trường hợp các bạn cho người khác mượn điện thoại và nói cho họ biết mật khẩu mở màn hình khóa điện thoại của bạn, thì họ cũng không biết được cái mật khẩu còn lại để mở cái thư mục bảo mật này ra. Sau đó thì nhớ bật cái nút thêm thư mục bảo mật này vào màn hình ứng dụng lên. Nếu mà các bạn tắt ấy, thì nó sẽ bị ẩn đi. Nó vẫn còn hoạt động nhé, nhưng mà nó sẽ ẩn đi để hoàn toàn bí mật và che giấu trước mặt mọi người. Bật nó lên thì trông nó sẽ như thế này. Thư mục bảo mật, ấn vào này. Ở trong này thì sẽ có sẵn một số những ứng dụng như là lịch, bộ sưu tập, danh bạ, máy ảnh, internet, file của bạn, Samsung Note. Các bạn hoàn toàn có thể thêm những ứng dụng khác như là mình đã thêm Facebook và Telegram vào đây. Mặc dù tên của nó là thư mục bảo mật nhưng mà chính xác nó sẽ hoạt động giống như một kiểu thiết bị song song ấy. Những ứng dụng trong này sẽ như kiểu là một ứng dụng nhân bản lên và hoạt động hoàn toàn độc lập so với những ứng dụng ở bên ngoài. Ví dụ này, mình vào Telegram thì ở đây sẽ có là group relap order mọi thứ, nơi mà chị Liền đáng yêu đang gửi những cái ảnh thăm. Còn nếu mà mình thoát ra ngoài để mình vào Telegram ở bên ngoài ấy, thì mình còn chưa đăng nhập cơ. Đấy, nó sẽ là hai ứng dụng hoàn toàn khác nhau luôn. Các bạn cũng có thể tận dụng tính năng này để đăng nhập nhiều nick Facebook hay là nhiều nick Zalo, để mỗi khi đến Trần Duy Hưng thì nó tự kết nối Wi-Fi và Zalo nó sẽ tự kết nối với ai đó, kiểu như vậy. Ngoài ra những ứng dụng có sẵn trong phần thư mục bảo mật này thì cũng tương đối hay. Ví dụ như là khi các bạn chụp ảnh bằng cái phần máy ảnh ở đây nhá. Đó, thì nó sẽ tự động xuất hiện ở trong phần bộ sưu tập của cái thư mục bảo mật này thôi. Chứ nếu mà các bạn thoát ra này, các bạn vào bộ sưu tập ở bên ngoài ấy, nó không hiện luôn. Còn nếu mà các bạn đã lỡ chụp bằng máy ảnh bình thường rồi, các bạn hoàn toàn có thể vào phần bộ sưu tập, ấn vào 3 chấm này, chuyển vào thư mục bảo mật. Chờ một chút nhé, đang chuyển vào thư mục bảo mật. Bây giờ vào lại bộ sưu tập xem còn không nào. Mất luôn. Vào đây, các bạn sẽ vào thư mục bảo mật, ấn vào bộ sưu tập và nó hiện ra ở đây. Chính là cái video hồi trước mình quay. Ok, kết luận lại như mình đã chia sẻ ban đầu ạ. Samsung Knox là một thứ rất hay bởi vì đơn giản nhất, nó là của Samsung tạo ra và nó có nhiều lớp bảo mật, nhiều lớp mã khóa và hoạt động link giữa các cái tính năng, kết nối giữa các tính năng với nhau rất là đồng bộ, chứ dữ liệu của các bạn sẽ không bị lộ ra cho bất kỳ một ứng dụng bên thứ ba nào cả. Thậm chí là Samsung cũng không biết các bạn đang lưu cái gì ở trong cái thư mục đó cơ mà. Và mình nghĩ rằng bây giờ các bạn sử dụng những chiếc điện thoại Samsung Galaxy như thế này thì hoàn toàn có thể tự tin là cái chiếc điện thoại của các bạn nó sẽ bảo mật, nó sẽ lưu trữ tất cả những cái thông tin, không lo là mang ra hàng sửa điện thoại xong rồi bị lộ các thứ giống như là một số những cái trường hợp gần đây đâu. Ok, các bạn nghĩ sao về những gì mình chia sẻ trong video ngày hôm nay? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nha. Và để lại một like, một subscribe nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.